Hoa hậu Thanh Thủy đáp trả khi bị chê thẩm mỹ quá đà. Hoa hậu Thanh Thủy phủ nhận lạm dụng dao kéo, cho biết bức ảnh lan truyền với nhan sắc khác lạ đã qua chỉnh sửa. Sáng ngày 17 tháng 8, ảnh Thanh Thủy với phần đầu mũi nhỏ hơn trước gây bàn tán. Hoa hậu bị nghi thẩm mỹ quá đà khiến dung mạo không còn đẹp như thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Thanh Thủy sau đó giải thích bức ảnh lan truyền đã qua chỉnh sửa. Người đẹp phủ nhận tiếp tục giao kéo. Cô khẳng định hài lòng với sắc vóc hiện tại. Tháng 3 năm 2023, Thanh Thủy tiết lộ đã sửa mũi, nâng ngực để vẻ ngoài hoàn thiện hơn. Tôi sửa mũi, nâng ngực để hoàn thiện bản thân. Tôi thấy thời nay mọi người đã cởi mở hơn nhiều với chuyện thẩm mỹ nên sự thừa nhận của tôi cũng không có là xấu. Nhiều người khen tôi đẹp, khí chất hơn. Đây là tín hiệu tốt với tôi sau phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng đang trau dồi nhiều yếu tố khác như vóc dáng, kỹ năng, học vấn chứ không phải chỉ tập trung cải thiện gương mặt. Sau khi nâng cấp vòng 1, Thanh Thủy chịu khó diện những kiểu đầm gợi cảm hơn. Trên thảm đỏ hay ở đời thường, cô ưa chuộng đầm cúp ngực, áo quay, bra top tí hon hay trang phục có những khoảng hở. Hoa hậu Việt Nam 2022 cho rằng phong cách của cô luôn quyến rũ trong một giới hạn nhất định. Đủ đẹp và không gây phản cảm, đặc biệt tránh việc quá hở bạo. Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, cao 1,76m. Trước đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi một cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Hiện Thanh Thủy theo học hai trường gồm Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đại học Triwit Việt Nam. Hơn một năm qua, cô dự nhiều sự kiện, trình diễn thời trang, nói chuyện cùng sinh viên các đại học, thực hiện series hoạt động hướng tới cộng đồng. Cuối năm nay, cô sẽ thi Miss International 2024 ở Nhật Bản. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.